Hơn 19 giờ ngày 21 tháng 11, Công an quận 8 vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ nghi án người đàn ông sát hại người phụ nữ và hai cháu bé, sau đó phóng hỏa đốt nhà phi tang. Chiều cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà ở hẻm Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8 bốc cháy nên hô hoán dập lửa và báo cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng có mặt dập lửa và phát hiện thi thể một người phụ nữ cùng hai cháu nhỏ, 3 tuổi và 2 tuổi đã tử vong. Bước đầu, công an xác định người phụ nữ và hai cháu bé, trong đó có một con, một cháu bị người đàn ông sát hại. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định nghi phạm mang can chứa xăng tới con hẻm rồi đi vào căn nhà. Tại đây, nghi phạm và người phụ nữ cự cãi lớn tiếng. Ít phút sau, ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở căn nhà. Khi mọi người chạy đến thì nghi phạm vứt xe máy bỏ chạy ra con hẻm với vết máu trên áo, quần, rồi tẩu thoát. Nghi phạm đã bị trinh sát công an bắt giữ sau gần 1 giờ gây án.